Rakdon và Set ở khu vực đường giữa trong những cái meta mà đấu sĩ được đem ra khu vực đường giữa, những chất tướng như kiểu thuần pháp sư và gây sát thương lớn như kiểu là Orianna anh ta cũng đã từng sử dụng rồi. Azir cũng là những sự lựa chọn vô cùng tốt nằm trong tay cả Victor đấy chứ. Đây là những con bài mà đang rất là hợp meta và khả năng được lựa chọn là tương đối cao dành cho các thành viên đội tuyển Hàn Quốc Live. Chúng ta cùng bước tới với phần cấm và tròn của bán thi đấu đầu tiên cùng độ dẫn Nongshim Bradford cùng với Hàn Quốc Live khi Nongshim ở bên phía đội 1. Hàn Quốc Live là đội được quyền chọn bên và Hàn Quốc Live quyết định ở bên phía bên đỏ. Có lẽ rằng là huấn luyện viên Dandy đang muốn đưa ra một vài những lượt counter pick, có thể là dành cho JK, có thể là dành cho Kingen. Mục tiêu là nhắm tới hai đường đơn và để cho ít nhất một trong hai khu vực đường đó có được những cái lợi thế để ở giai đoạn đi đường từ sớm. Còn về giai đoạn cấm chọn, tôi nghĩ rằng là cũng không có gì ngạc nhiên khi mà chúng ta vẫn nhìn thấy những gương mặt quen thuộc này ở trên bàn cấm. Ở khu vực đường dưới vẫn luôn là cái điểm nóng với Caitlyn, với Ashe. Và lần này Nongshim thậm chí rằng sẽ không để cho bên phía của Hao Online có được Lucian, con tướng có khả năng đánh nhanh đánh mạnh kết thúc ván đấu ở giai đoạn giữa trận. Còn ngược lại, Hao Online đang muốn hướng tới đầu tàu của bên phía Nongshim Red Force là Sylvie với hai vị thượng đi rừng. Đúng vậy, hai con bài đi rừng rất mạnh ở giờ early game và mang lại mức độ ảnh hưởng cao Maokai, Elise và họ cấm thêm cả Sante nữa, một con tướng cùng đường trên rất khó trị. Nó có thể đảm nhiệm vai trò chống chịu một cách trâu quá đáng và đồng thời khi sử dụng chiêu cuối chơi tay thì nó lại biến thành một con quái vật với nguồn sát thương đầu ra cực kỳ lớn. Hai sự lựa chọn đi rừng mạnh đã bị cấm thì Sejuani đã được đem về dành cho các thành viên đội tuyển Nongshim và cụ thể là vị trí của Sylvie. Như vậy là chúng ta còn lại những chất tướng như Vi, như Wukong có thể sử dụng dành cho Clit một cách hiệu quả để đối đầu cùng với con Sejuani của đối thủ. Sự lựa chọn xạ thủ cũng đã được đưa ra sớm dành cho Viper, đó chính là một con Varus ở cột đứng dưới. Còn việc Varus hướng tới kiểu lên đồ như thế nào, nó còn phụ thuộc vào những chất tướng ở các khu vực đường còn lại để xem có thể phát huy mạnh được cái khả năng cấu máu hay là đảm nhiệm được vai trò gây sát thương liên tục thời gian hay không. Wow, rất tự tin tới từ bên phía Nongshim Red Force. Đây là một lời tuyên bố nha, đây là một lời khẳng định. Chúng tôi sẵn sàng đánh nhanh đánh mạnh, chúng tôi sẵn sàng đánh sớm với các bạn. Với Jace, tôi nghĩ là bao nhiêu ta, 90% không nằm trong tay của DNDN. Còn con Ziggs này thì sẽ nằm trong tay của Vital. Khi mà đang không có được nhiều những cái mẫu chất xạ thủ quá là xịn cũng như là những con hỗ trợ hợp lý ở thời điểm hiện tại thì bên phía của Nongshim Red Force họ quyết định là sẽ quan tâm hơn lên khu vực nửa trên của bản đồ và để cho Vital chơi một cái kèo khá là an toàn ở đường dưới. Thật ra là có thể pick được Jerry, Lulu hoặc là Jerry Yumi gì đó ở hai sự lựa chọn sau. Nhưng tuy nhiên thì huấn luyện viên Irene nói rằng là sẽ quan tâm tới DNDN và đúng như những gì mà bên phía Hao Lai họ cũng đã thể hiện ra ở trong cái lượt cấm của mình, đó chính là cánh trên là điểm mạnh của Nongshim. Điều này cũng sẽ khiến cho các thành viên đội tuyển Hàn Quốc Live bước vào với cái lần lựa chọn thứ hai một cách tương đối khó. Bước vào face cấm thứ hai thì chính các thành viên đội tuyển Nongshim cũng có thể sẽ là những người đưa ra những lượt cấm và các con bài khó chịu ở khu vực đường trên hoặc thậm chí là cả khu vực đường giữa của đối thủ. Còn ngược lại, Hàn Quốc Live thậm chí nghĩ rằng đây có thể là con dây đường giữa trong tay của Fiesta và họ vẫn đang muốn cấm đi Jax. Đó là một cái nhận định hoàn toàn hợp lý đến từ Dandy và những người học trò của mình. Jax vẫn đang là một con bài ở khu đường trên khó trị và nó hoàn toàn có thể xuất hiện nằm trong tay của DNDN để kết hợp hiệu khống chế cũng như là sát thương rất dồi dào cùng với Sejuani của Sylvie. Trong đó thì dây ở khu vực đường giữa vẫn luôn là một con bài mạnh và phát huy được siêu quả tương đối cao. Bước face cấm thứ hai thì Nongshim đang nhắm tới những sự lựa chọn ở khu vực đường giữa của JK. Đầu tiên là con bài Akali. Ván thi đấu này thì Salad tôi nghĩ rằng cấm luôn. Rất cục đến từ bên phía của Nongshim. Này thì hai tràm này. Nãy giờ tôi nhìn qua con Chase của DNDN ấy thì tôi cũng nghĩ rằng là có khi cũng chưa chắc đã có thể cấm Salad đâu. Nhưng mà khi mà để ý lại hai vị tướng mà Nongshim đang có ở trên sự lựa chọn của mình thì Salad cũng là hợp lý rồi. Với cái khả năng gây ra sự đột biến của cái chiêu cuối của Salad với những cái chiêu cuối đang đẹp của Nongshim như thế kia thì cũng sẽ khá là nguy hiểm nếu mà rơi vào tay của người chơi đường giữa bên phía Hao Online. Còn bên phía của Nongshim Red Force, xin lỗi, bên phía của Hao Online như anh Mạnh đã chia sẻ, khi mà đã có sát thương phép rồi thì bây giờ cái sự lựa chọn ở khu vực đường đơn của họ sẽ được mở rộng ra nhiều hơn nữa, có thể là những con tướng đấu sĩ ở hai khu vực đường đơn thay vì là con tướng pháp sư ở đường giữa. Hai con tướng đang khá là mạnh ở phiên bản hiện tại, được đánh giá cao là Jax và Rayton bị cấm đi rồi thì quyết định sẽ là như thế nào dành cho bên phía Nongshim Red Force. Họ vẫn chưa để lộ ra cái vị trí cuối cùng, con Jace này vẫn là một con Jace sai đường. Trong khi đó Hao Online họ quyết định là huấn luyện viên Dandy sẽ đưa ra lượt counter pick dành cho Kingen. Đúng vậy, họ vẫn đang muốn tiết kiệm cái lựa chọn cuối cùng của mình dành cho Kingen để khiến cho anh ta có được những kèo thi đấu một cách thoải mái nhất. Bởi vì nên nhớ rằng anh ta có thể phải đối đầu với áp lực trong những tướng gank tới từ Sejuani
của Sylvie. Và Leona được sử dụng cho vai trò hỗ trợ của Peter để đi chung với Ziggs, từ đó bổ sung thêm cho khả năng chống hiệu ứng và mở giao tranh từ tầm xa tới từ các thành viên đội tuyển nông sim, cũng như Na là sự lựa chọn cuối cùng. Khả năng chống chịu của họ tuyến trước bây giờ là tương đối dày, sát thương của họ trước thềm giao tranh là tương đối nhiều. Nhưng tôi không biết rằng khi tiến tới với những tuyến giao tranh thì thực sự nguồn sát thương này có đủ hay không. Nếu như dây chỉ gây sát thương ở dạng súng mà không tiếp cận thì sẽ tương đối hạn chế. Còn trong những tình huống băng bổ vào tới từ dây với chỉ thiên, kể cả là với tốc biến chỉ thiên, hoàn toàn có nguy cơ bị cản lại bởi phân chia thiên hạ và những cú lốc xoáy tới từ hư công trong tay của Clit. Và điều đấy sẽ khiến cho họ gặp một vài những trục trặc ở đoạn nửa sau của bán thi đấu. Họ cần phải có lợi thế ngay từ đoạn landing để có thể phát huy được điểm mạnh tới những chất tướng như dây hay dích với khả năng đẩy đường nhanh và bào phá công trình tốt. Còn sự lựa chọn cuối cùng được đưa ra đến từ bên phía của Han Walai là một con cơ mưu chơi tấp tay ở khu vực đường trên cùng với Na trong tay của DNDN. Ở đây sẽ là một đội hình cả năm con tướng gây sát thương đến từ bên phía của Han Walai Sport. Vâng ạ, các bạn có thể thấy rằng đúng những gì mà anh Mạnh có chia sẻ, bên Han Walai họ đang đưa ra một đội hình khá là mạnh trong những tình huống giao tranh. Nếu như mà chỉ xét riêng về mặt hiệu ứng thôi thì đã là rất là tốt rồi, nào là Azir, nào là Varus, rồi Wukong. Còn ngược lại Nông Sim Red Force, thật ra tôi đang hơi cảm thấy rằng là hơi bị thiếu sát thương tới từ bên phía của Nông Sim. Một mình Jay không biết liệu rằng có kham đủ nổi cái nguồn sát thương tay tới từ Nông Sim hay không, bởi vì DNDN sẽ cầm cho mình một con tướng Na. Tôi nghĩ rằng là nếu như cầm một cái mẫu chất tướng mang thiên hướng đấu sĩ vừa càn quét vừa gây sát thương nó sẽ ổn hơn một xíu. Nhưng mà với đội hình như thế này thì có lẽ rằng Nông Sim, cá nhân tôi đánh giá họ sẽ có thể triển khai được theo cái lối đi đẩy lẻ với Jace, với Na. Còn tất nhiên là Ziggs nếu như mà tập trung lại thì việc ăn công trình cũng khá là đơn giản mà thôi. Đúng là như vậy, đây là một đội hình cũng có khả năng cấu rỉa máu tốt trong bối cảnh mà Han Walai Sport là những chất tướng không phải là quá dày về lượng máu và khả năng hồi phục của họ cũng không quá đáng kể với những chất tướng mà họ đang sở hữu, hay nói chính xác hơn là họ không có nhiều khả năng hồi phục. Bối cảnh nó sẽ xảy ra như những gì mà tôi đã đề cập. Các thành viên đội tuyển Nông Sim phải có lợi thế từ đoạn landing, và để xem là cái lợi thế đấy nó được đem lại như thế nào. Ở khu đường giữa, dây đối đầu với Asia không phải là một kèo quá chênh dành cho dây, thậm chí là những người chơi Asia tốt hoàn toàn có thể đi cân và đè được đường dây với cái khả năng cấu rỉa máu từ tầm xa bằng những cái cách càn quét của mình. Ở khu đường dưới là một cặp đôi đẩy mạnh không thua kém gì so với cặp Zik và Leona cả. Và xét về khả năng dồn sát thương thì tôi nghĩ rằng rõ ràng Varus và Heimerdinger cũng không thua thiệt so với Zik cùng với Leona. Còn kèo đầu khu đường trên là một kèo lựa chọn sau, nên rõ ràng là Kingen đã có đủ sự chuẩn bị dành cho kèo đấu này. Vâng ạ, vâng thưa các bạn khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với cặp BO3 thứ hai của ngày hôm nay, ngày thi đấu đầu tiên của tuần thi đấu thứ 5, cuộc đối đầu giữa Nông Sim Red Force và Han Walai trong khuôn khổ LCK mùa xuân 2023 đang được phát sóng trực tiếp trên LCK tiếng Việt, bản quyền thuộc về Box Sport. Và hy vọng rằng các bạn khán giả sẽ luôn đồng hành và ủng hộ cùng cho chúng tôi sẽ luôn sẵn sàng đem tới những trải nghiệm tốt nhất cho các bạn. Và điểm qua một chút về cả hai đội tuyển và hiện tại, như đã chia sẻ, Nông Sim Red Force họ cũng rất cần cho mình một chiến thắng, và tương tự ngược lại Han Walai trên con đường bám đuổi vị trí top đầu cũng tương tự là như vậy. Hy vọng rằng sẽ có thể đem tới cho chúng ta một cái ván đấu kịch tính thay vì là một chiều, bởi vì thật ra là Han Walai cũng chưa hẳn là họ tìm được lại nhịp độ cho lắm. Tôi vẫn cảm giác là có thể là có một chút bất ổn ở đâu đó. Và để xem sự bất ổn của Han Walai nó có bộc lộ trong ván thi đấu này hay không, hay khi đi thi đấu với một đội tuyển được coi là dưới tầm thì họ sẽ là những người nhỉnh hơn và tạo ra những thế cục để có thể snowball ván thi đấu, ra đường từ sớm, set up những cái ụ súng và tạo ra những góc để đẩy lùi được cặp đôi Peter và Vital về một cách tương đối khó chịu, khai thác được khá nhiều tiền đến từ lưỡi gươm đặt thật để gia tăng thêm nguồn kinh tế dành cho cá nhân của Lai. Và ở cấp độ đầu tiên thì Leona cũng giống như Alistar vậy, bạn sẽ không tạo ra được sự khó chịu đáng kể dành cho đối thủ, cho dù bạn tăng vào thiên đỉnh kiếm hay là bạn có tăng vào cái kỹ năng khiến thái dương của mình đi chăng nữa, thì cái nguồn sát thương trả ngược trở lại đến từ cặp đôi Vital và Lai vẫn là lớn hơn so với đối phương. Những mũi tên xuyên phá được bắn ra từ Viper cũng đạt được độ chuẩn xác khá cao để làm mềm nhẹ nhàng được Vital, và cấp độ 2 sẽ đến sớm hơn dành cho cặp đôi của Han Walai, nhưng đối phương lùi về rất xa. Chúng ta thấy rằng là vậy là Viper sẽ quyết định lên cho mình cái phong cách chơi là Varus sát lực, và cả Viper cùng với cả Lai sẽ đều cầm cái thiên thạch ở khu vực đường dưới. Vậy nên là giai đoạn đi đường sẽ có thể hơi khó thở một xíu dành cho Vital và Peter. Thậm chí rằng tôi vừa nhìn thấy là Peter còn lên cấp 2 trước so với cả Vital cơ. Đã có một chút cái sự chênh lệch về mặt kinh nghiệm giữa hai người chơi đi đường dưới của bên phía Nông Sim Red Force rồi. Và tuy nhiên, nếu như có một tình huống all-in thì khả năng trao đổi chiêu thức trong một cái quãng thời gian ngắn ngay lập tức của bên phía Nông Sim Red Force cũng không thể nào có thể bị coi thường được. Và
Ở thời điểm hiện tại thì Nông Sim lại không có cơ sở làm được việc đó khi mà Sylvie đang ở cánh trên. Đúng vậy, còn Wukong của Glitch thì đang ăn dần xuống nửa dưới sau khi dọn xong cả ba bãi quái ở khu vực rừng trên. Sẽ là một vòng rừng full clear đến từ cả Wukong cũng như Sejuani và đơn giản là chia nhau cua trên và cua dưới. Kamil đang đẩy rất cao, nhưng Kamil của Kingdom đã để lại một con mắt ở ngay khu vực sông trên để đảm bảo sẽ không bị dính những tình huống gank bất ngờ tới từ Sejuani của Sylvie, ngoại trừ con đường là đột kích từ khu vực hang sứ giả khe nứt tiến lên nửa trên mà thôi. Nhưng Sylvie cũng cần phải tốn thêm chút xíu thời gian để có thể sở hữu cho mình con cua đầu tiên để tránh việc bị thua thiệt về kinh nghiệm cũng như là kinh tế so với đối thủ trực diện của mình là Clit. Còn kéo đầu khu đường giữa thì thực sự Zeka đang làm quá tốt. Chất tướng cho phép Zeka thực hiện những pha cấu rỉa máu và hạn chế khả năng kiếm tiền đến từ đòn phủ đầu của dây, đẩy lui rất sâu được dây của Fiesta. Mặc dù con dây này mua một Kindoran và đã sử dụng bình máu của mình, nhưng máu không còn là bao nhiêu cả. Và trong khoảng thời gian đó thì Hàng Online đang muốn tạo đột biến ở khu vực nửa dưới của bản đồ, sẽ cần phải có một tình huống làm choáng chúng và mục tiêu sẽ là Vital. Tuy nhiên đây đơn giản là một tình huống di chuyển vào để có thể bảo kê cái khả năng đẩy đến từ bên phía của Viper và Lai mà thôi. Nhưng ở đường giữa thì Sylvie đang có một cái câu trả lời khác. Nạn nhân sẽ là ZK. ZK không còn nhiều năng lượng, ZK dùng tốc biến và anh ta sẽ không bị cancel cái tình huống rút về với linh cát của mình. Cũng không muốn đầu tư một cái tốc biến lên để có thể chặn đầu pha cắt lưu động tới từ đối thủ. Tôi nghĩ rằng nếu như đầu tư thì có thể sẽ thu được trái ngọt dành cho thành viên đội tuyển Nông Sim, nhưng không hiểu lý do tại sao họ lại không muốn có một pha ôn in, bởi vì dây cũng còn tốc biến và đối thủ thì đã mất tốc biến từ trước, nên cả lại các lưu động tốc biến lên chỉ thiên đến từ dây. Cơ hội để có điểm chiến công đầu sẽ là cực kỳ cao dành cho bộ đôi đến từ bên phía của Nông Sim. Còn ở khu đường dưới thì rõ ràng Zik cần phải về lần đầu tiên. Anh ta đã đầu tư dịch chuyển quay ngược trở lại, farm trượt rất nhiều tới từ Zik của Vital khi chỉ có được 24/40 chỉ số lính đến từ virus của Viper mà thôi. Và về với 40 chỉ số lính thì rõ ràng Viper có thể bổ sung thêm cho mình cực kỳ nhiều trang bị. Nó có thể là dao hung tàn hoặc nó có thể là trường kiếm, hai trường kiếm kết hợp cùng với một cái nước mắt nữ thần. Và rồi, cái kịch bản mà anh Mạnh vẽ ra là Viper làm được hết luôn đấy anh Mạnh ạ. Vừa là đao hung tàn, vừa là giọt nước mắt. Một cái lượng kinh tế thật sự rất đủ đầy dành cho xạ thủ của phía Hang Online. Và sẽ với cái dao hung tàn như này sẽ tiếp tục duy trì được cái áp lực ở khu đường dưới. Ở đường trên đang có đánh nhau, Kingen rất tự tin và sẽ có một cái cú quy lần hai chưa được cao cho lắm, nhưng chiến công đều dành cho Kingen. DNDN anh ta hơi chủ quan trong pha vừa rồi và anh ta nằm lại hơi vô duyên một xíu nha. Con Na tí nị một máu nhún nhảy cái nhẹ để nhảy vào phía bên trong và né được cái rìa đến từ cú đá bóc chiến thuật. Ừ, nó né được thật, nhưng nó vừa bị nhận sát thương, nó vừa bị làm chậm. Và đơn giản kinh cần chỉ cần đi bộ lên thực hiện thêm một đòn lính tay nữa mà thôi để có được cái điểm chấn công đầu vừa rồi. Một lợi thế đi đường quá lớn dành cho kinh cần sau khi có được first blood. Và lần về này tới thì Na bổ sung thêm cho mình được một cái giày thép gai. Và để xem, kinh cần tôi nghĩ rằng gần đủ hai mảnh của một búi sát thần thôi. Đã chọn kèo counter rồi, xong có một tình huống xử lý chính xác nữa. Nhưng khoan đã, ở đường dưới có một tình huống giao tranh, Peter đang là nạn nhân, nhưng thậm chí rằng còn đánh cả vào người Vital nữa. Peter đang mất rất nhiều máu. Mục tiêu của Clit tôi nghĩ rằng là chỉ cố gắng lấy đi một hai cái tốc biến gì đó, nhưng cả Vital và Peter đều đã có thể về nhà được an toàn. Một phát cầu sân tốt, Clit là người mất máu, lượng máu mất đi cũng không phải là quá đáng kể và anh ta vẫn đang có được một con mắt để kiểm soát tầm nhìn ở khu vực hang rồng nếu đối phương muốn thực hiện một pha đột kích băng giá xuống và chủ động ăn trộm nó. Quả thực cái lượng trang bị mang ra đoạn khởi đầu của Viper là quá nhiều và anh ta stack số nước mắt nữ thần từ rất sớm. Đây được coi là một kèo đấu nhẹ. Cho dù Zik đạt được tầm khoảng cấp 7 chăng nữa thì may ra mới có áp lực đẩy đường ngược trở lại, nhưng cũng không phải là một kèo đấu nặng dành cho con Virus cũng như là Heimerdinger của Lai ở cánh dưới bản đồ. Còn trong khi đó thì ở khu đường giữa, cái lần về đầu tiên sẽ cam mua ra một cái giày khai sáng Eona. Đây đang là một pha start rồng tới từ các thành viên đội tuyển Hanwha Lai, khá liều lĩnh ngay trước tầm công của đối thủ. Cầu sấm tung ra trượt đến từ Fiesta và thấp năng lượng, con rồng được kéo xa ra phía bên ngoài và nó sẽ reset lại lượng máu. Kéo đầu khu đường trên 2.600 so với 2.300 tiền, chênh lệch tiền nó cũng chỉ đến từ loanh quanh cái điểm chiến công đầu tiên mà thôi. Và chúng ta sẽ được xem lại preview của Kingen trong tình huống solo kill ở khu đường trên. Chúng ta sẽ được có một cái góc nhìn rõ nét nhất trong cái tình huống xử lý của DNDN. Ôi trời ơi! Nhảy nè! Không cần thiết phải làm như vậy, anh ta có thể nhảy về được luôn. Anh ta thậm chí còn tốc biến mà hơi bị cố quá tới từ DNDN. Đúng, anh ta hơi tự tin vào cái lượng nộ của mình. Có lẽ anh ta nghĩ rằng là ừ, bây giờ tôi nhảy, tôi vẫn giữ khoảng cách, tôi bắn được thêm hai đòn đánh tay nữa, tôi sẽ giữ tầm để đầu tư một tình huống tốc biến và đẩy anh vào tường, đem lại điểm solo kill ngược. Nhưng không,
đời không như là mơ. Còn bây giờ thì Viper cùng với đồng đội của mình là Life đang gặp nguy hiểm. Viper bị làm chậm khá nhiều, bị đôi kích băng giá bị làm chậm thêm lần nữa. Mắt thanh tẩy bộ là băng hàn tung ra lấy tốc biến, và một đợt áp lực tới từ Sylvie ở cấp độ 6 đã đem lại những trái ngọt. Và đặc biệt khi điểm mà gục nó rơi vào tay của Vital, một tình huống tiếp cận rất tốt của Sylvie để lấy đi cả hai phép bổ trợ của sao thủ đối phương và dâng được mạng hỗ trợ vào ngay miệng của Vital. Bây giờ thì Clit mới có cấp độ 6, vậy ta đang muốn tranh thủ khoảng trống để ăn sứ giả, nhưng lại là DNDN. DNDN lại có mặt kịp thời với tình huống ăn sứ giả này, và anh ta đem về thông tin cho những người đồng đội của mình, nhưng đồng đội của anh ta không can thiệp nổi. Sylvie đang ở hơi xa, anh ta đang ở khu vực hàng rồng và thay đổi mục tiêu cũng không phải là một quyết định quá tệ. Đằng nào thì khu vực đường dưới cũng đang được đẩy lên khá là mạnh rồi, nhưng Viper cũng đã kịp thời giải quyết xong một tên lính, sau đó anh ta mới trở về nhà. Và chúng ta cùng xem lại cái tình huống này. Đây là một tình huống thật ra là nó cũng hoàn toàn là dễ hiểu tới từ cái vị trí mà các thành viên Hangline họ đứng mà thôi, họ đang duy trì cái áp lực. Nhưng tuy nhiên thì không có Clit ở gần, và sự tự tin quá của Live đã khiến cho người chơi hỗ trợ của bên phía Hangline phải trả lại cho mình một mạng. Và các thành viên của phía Hang Online thật ra là họ cũng chưa gặp cái vấn đề quá nghiêm trọng đâu. Với cái khoảng cách là 20 chỉ số lính kia thì một điểm hạ gục cũng chỉ giúp Vital cố gắng cân bằng lại lượng tiền so với cả Viper mà thôi. Na là Na tín nhị và chỉ có trang bị phòng ngự trên người, nguồn sát thương gây ra không đáng kể, nên cá nhân DNDN đang phải lùi rất xa ra khỏi phạm vi tấn công, và sứ giả có thể được đầu tư khu đường trên để đẩy mạnh cho Kingan nhận được nhiều hơn về nguồn kinh tế. ZK có mặt khu đường dưới để hỗ trợ Varus trong việc phòng ngự, và tình huống đẩy văng đối phương về là quá đẹp. Zik còn tốc biến hơi muộn, sát thương nhận vào là nhiều nhưng mất mũi tên xuyên phá rồi, lấy gì đuổi. Một tình huống làm choáng tốt tên từ Peter giữa trận đối phương, mũi tên xuyên phá bây giờ hồi lại nó không trúng và sát thương trúng cũng không đủ. Cái khả năng chạy thoát của con Zik trong tay Vital là rất tốt nha. Anh ta đã sử dụng cho mình những cái chiêu thức cực kỳ là chuẩn chỉ, cộng thêm đó là có cả tốc biến nữa. Vital trong hai lần mà có người xuống hỏi thăm, anh ta đều không mất cho mình cái điểm hạ gục. Lần này thì phải đổi thêm cái tốc biến mà thôi. Vẫn đang là một cái đối đầu đang rất an toàn ở khu vực đường dưới của phía Đông Sim Red Force. Và Hang Online tin rằng họ hiểu điều đó, nên là cái sự quan tâm của Clit đang được hướng lên khu vực cánh trên nhiều hơn. Các thành viên của Hang Online đã lấy về cho mình được cái trụ đầu tiên trên toàn bản đồ ở ngay phút thứ 10 rồi. Một cái lượng tiền rất là lớn, cực kỳ lớn được chảy vào túi của Kingan, người đã hoàn thành xong cái bối rìu sát thật. Trời ơi, vậy thì bây giờ thử hỏi là con Na kia nó sẽ phòng ngự đường như thế nào? Có lẽ sẽ là những tình huống đảo đường. Nhưng đảo như thế nào bây giờ tôi cũng đang hơi thắc mắc. Bởi vì nếu như đưa cặp đôi lên khu đường trên thì nó sẽ là một tín hiệu tương đối nguy hiểm. Giờ là tối hậu thư, lôi phạt để văng đối phương ra và cancel được cũng chiêu cuối. Nhưng sát thương là khá nhiều đến từ Zeka và cần đầu tư tốc biến đến từ Fiesta vẫn tiếc à? Ôi! Tiếc được! Anh ta tiết kiệm nó và anh ta thực sự tiết kiệm thành công khi anh ta vẫn có thể lùi về để giữ chuẩn xác lần 2. Đã rất nhiều máu của Sylvie và cặp đôi Clit cùng với Lai đang có mặt ở ngay phía sau lưng để hỗ trợ cho Kingan trong cái tình huống giạt nhà này. Cái ngừng có quá nhiều khoảng trống và anh ta đang tận dụng cái khoảng trống đấy để tạo ra các áp lực ở các khu vực đường khác, mặc dù hơi đen khi nó không lấy được cái tốc biến. Và bây giờ Kingan là người gặp nguy hiểm, nhưng sát thương ở đâu ra? Gì vậy? Ôi, bộ là băng hàng không chính xác. Ôi rồi, còn cả Thái Dương hạ sàn cũng ngụt bởi vì Kingan đã tốc biến nữa. Một tình huống cố gắng khép góc nhưng không thành công. Kingan đã chơi khá chủ động trong những tình huống xử lý của mình. DNDN đang cố gắng gỡ gạc lại. Thực ra cái chỉ số lính của DNDN đang làm khá là tốt nha. Và vừa rồi là còn thêm được một lớp giáp trụ nữa, nhưng Kingan vẫn đang có một cái sự khác biệt rất là lớn. Các thành viên của bên phía Hang Online họ vẫn đang cố gắng vin vào cái sự vượt trội ở khu vực đường trên để có thể vận hành đội hình của mình. Ở đường dưới thì Viper cũng giàu không kém, kiếm Ayumu xong rồi. Tôi nghĩ là tình huống tấn công vừa rồi đến từ cặp đôi của Nông Sim Radford chỉ là để làm mềm và ngăn cái khoảng thời gian Kingan có thể tiến lên khu vực đường trên. Cho dù không lấy điểm hạ gục thì họ cũng giúp cho Na của DNDN có thể bóc được thêm tầm khoảng 2 lớp giáp trụ của đối thủ nữa. Đó sẽ là bối cảnh đẹp nhất. Chứ còn xét về nguồn sát thương thì rõ ràng Sejuani cùng với Leona khá khó để có thể hạ gục được một con Camille có thể đu dây móc lướt qua bên kia tường của khu vực bùa lợi đỏ. Và quả thực Varus ở khu đường dưới cũng giàu. Cả hai đều có nước mắt nữ thần, nhưng Varus là người hoàn thành nhanh hơn cái Mayomu so với cái mặt nạ thống khổ Lianri trên người của Vital. Và cái ngưỡng cầu máu của Zik thì đương nhiên nó vẫn chưa tới. Nguồn sát thương hiện tại của Zik cùng với nguồn năng lượng và khả năng hồi chiều đủ để giúp cho anh ta có thể phòng ngự đường với liên tục những pha bom nảy mà thôi. Chứ sự hiệu quả của Zik hiện tại tạm thời nó sẽ chưa hỗ trợ được nhiều dành cho những người đồng đội. Và các thành viên của bên phía Nông Xuyên Force họ cũng chưa thể nào có thể đẩy đội hình của mình để tấn công các công trình ở cái phút thứ 12 này được, khi mà những cái trụ nó vẫn còn
rất là đầy đủ những cái lớp giáp. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các thành viên của Phantom Sim họ dường như cũng chưa bóc được quá nhiều những cái lượng máu của những cái trụ, có mỗi cái trụ một ở khu đường dưới thì đang bị cấu đi hai lớp giáp, thì đó là nhiều nhất mà thôi. Còn lại thì ở đường giữa và đường trên, các thành viên của Hang Online họ đẩy rất là cao, gần như lúc nào họ cũng đứng ở một cái thế là quá nửa đường và khiến cho Phantom Sim phải lui về rất là sâu. Và đó, các bạn nhìn xem cứ mỗi lần Kingen dấn lên là DNDN mất hàng bao nhiêu máu luôn, và có sự hỗ trợ cả sự hiện diện của Lai ở đây. Nhưng bây giờ là thôi xong rồi, Kingen bị đẩy vào tường. Kingen có một chấm máu, ôi kia ăn nốt đi chứ. Mạng dành cho DNDN. Mũi tên xuyên phá hack down tốt của Viper và nó kéo được khá nhiều máu của Vital. Hai cái tên này làm tôi đọc nó hơi váng đầu một tí. Còn trong khi đó thì pha tấn công khu đường trên, Kingen có vẻ như cũng đã tự tin hơi thái quá khi chưa có được thông tin về vị trí đứng của các thành viên đội tuyển Nông Sim. Điều đấy khiến cho anh ta dâng vào hơi sâu và không thể nào thoát được. Na kịp thời tích nộ và DNDN tiến tới thẳng với một tình huống đẩy văng đối phương vào tường sau pha thiên đỉnh kiếm tốt tới từ Leona và Peter. Hiếm khống chế quá nhiều, sát thương cũng là nhiều, điều cục nhường lại dành cho DNDN là điều hoàn toàn hợp lý để giúp cho anh ta rút ngắn khoảng cách chênh lệch so với con cơm mìu của đối phương. Ba hộp kiếm sẽ là món đầu tiên được hình thành tới từ DNDN, nhưng tạm thời lần về này anh ta vẫn chưa đủ kinh tế. Còn phía bên kia thì Kingen đã có thêm được một dìu Tiamat, khả năng đẩy đường càng rát hơn. Và một lát nữa thôi thì khả năng solo kill, khả năng chase hit, khả năng hồi phục tất cả mọi thứ, Kingen sẽ nhỉnh hơn so với DNDN. Nhìn về hướng di chuyển của cả hai đội tuyển, chúng ta thấy rằng là cả 10 thành viên đều đang chuẩn bị có mặt ở khu vực sông dưới để lấy về cái quyền kiểm soát ở con rồng thứ hai của bán đấu này, sẽ chỉ là con rồng gió. Tuy nhiên, sau con rồng gió này chúng ta sẽ có những cái bùa lợi rồng rất là đẹp để hai team có thể tranh giành. Và ở thời điểm hiện tại thì lượng tầm nhìn màu đỏ đang là nhiều hơn. Phía Star sẽ cần phải có tình huống cầu sấm chính xác nha, chứ nếu không thì lượng máu của các thành viên bên phía Hangline cứ thế mà đủ đầy tiến vào giao tranh mà thôi. Bắt đầu sẽ cần phải kéo người ra thêm để kiểm soát ngược trở lại. Các thành viên của Hangline họ vẫn chưa muốn triển khai con rồng này vội. Con rồng mà nếu như mà có thì ăn cũng được, mà bỏ thì cũng chẳng vấn đề gì cả. Và thậm chí rằng Viper vừa rồi còn bấm biến về. Hai bên đều rút ra khỏi khu vực hàng rồng. Vẫn làm thế chơi nhập nhằng giữa cả hai đội tuyển, nhưng bây giờ với quyết định tiến thẳng lên cục bán sứ giả thì có lẽ quyền kiểm soát rồng và con rồng đầu tiên sẽ có dành cho các thành viên đội tuyển Hangwalai. Quả thực đây không phải là con rồng ngon so với con rồng lửa được đem về từ trước bởi các thành viên đội tuyển Nông Sim, và Nông Sim hoàn toàn có thể từ bỏ mục tiêu này để hướng tới sạc cái đất và tạo ra cái điều kiện thắng là trụ một ở khu đường giữa đối phương, cũng như là cái thế kiểm soát một cách triệt để hơn. Một pha la bào của Kingen ngay lập tức được tốc biến của DNDN, nhưng đó là tình huống tốc biến có phần hơi cẩn trọng thái quá đến từ DNDN. Tôi biết rằng anh ta đang biến thành dạng Na tín nị và đang tương đối yếu đuối trước khả năng dùng sát thương đến từ cặp đôi của đối phương. Nhưng Leona ngay phiêng sau lưng vẫn còn Thái Dương Asan, là một con Leona có khả năng cover cực kỳ tốt. Tình huống tấn công lên trụ một khu đường trên tới từ Fiesta và pha ngăn cản ở đối thủ đến từ Sylvie sẽ giúp cho các thành viên đội tuyển Nông Sim có thêm một chút xíu lợi thế. Còn siêu bom địa ngục được đầu tư để phòng ngự ở khu đường dưới mà thôi. Kingen vẫn đang rất cố nha, và cố thành công luôn, ăn được thêm cho mình một cái trụ nữa. Lượng kinh tế chảy vào túi Kingen là rất tốt, và Kingen dùng tối hậu thư lao vào. DNDN sắp sửa thành na khổng lồ, đằng sau lưng DNDN còn có cả Peter nữa, nhưng Kingen có quyền tự tin bởi vì Clit cũng đang ở đây. Và không có bất cứ một tình huống giao tranh nào nổ ra thêm nữa, Kingen anh ta đã thành công với cái mục tiêu của mình, đơn giản sẽ là lui về mà thôi. Nhưng đây sẽ là cơ hội để Fiesta đòi lại được một chút công bằng. Azir đang rất nhanh chóng muốn tiến lên khu đường trên và vừa hoàn thành xong một bão tố Luden. Lượng farm của Zeka trong ván thi đấu này có phần thua thiệt so với con Jayce của Fiesta, và vẫn đang làm ván thi đấu khá tốt cho đến khi kết thúc dàn laning tới từ các thành viên đội tuyển Nông Sim khi đối đầu với Hanwalai. Và chỉ có khu đường dưới là họ đang phải chịu những sự thiệt đáng kể mà thôi. Kéo đầu khu đường trên thì mặc dù bị đối phương gọi người lên và lấy đi công trình, nhưng Na vẫn có được cho mình 143 chỉ số lính tại thời điểm phút thứ 16-17 và hoàn thành xong được tam hợp kiếm. Còn khu đường giữa thì lần về này từ giây tôi nghĩ là anh ta có thể sẽ bổ sung thêm được những mảnh đến từ cái thanh kiếm Malamun, hoặc anh ta hướng tới thẳng kiếm Malamun cũng không phải là một câu chuyện tệ. Một ván thi đấu đang muốn bao sân của Peter, và anh ta có mặt khắp từ khu vực đường trên ra khu đường giữa. Cái khả năng di chuyển của cả Peter cũng như là Lai trong ván đấu này đang thật sự rất là năng nổ nhá. Đây là một cái phong cách để có thể kiểm soát được các cái vị trí ở trên bản đồ với những con mắt được mang theo ở trên người. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại cũng chưa có những cái mục tiêu nào quá cần thiết sẽ cần cả hai bên cố gắng lao vào tranh giành cho lắm. Bây giờ sẽ chỉ là một cái giai đoạn farm hòa, nhìn chung là sẽ khá là nhàn nhã cho cả hai đội mà thôi. Bởi vì nếu như mà có một cái cơ sở nào đấy để giao tranh thì chúng ta sẽ chỉ có thể vin vào những mục tiêu. Còn bây giờ những tình huống giao tranh nó sẽ khá là 5-5 thua dành cho cả đội tuyển. Hơn nữa rằng là cả Hangwalai và Nông Sim đều đang thi đấu khá là an toàn, cứ đẩy lính xong là về, đẩy lính xong là về.
Những mũi tên xuyên phá không phải là quá đau tới từ Varus trong tay của Viper. Và điều tương tự khi mà Fiesta vừa có một pha cầu sấm ở cổng tốc trượt, chiều cuối cũng là trượt luôn tới từ Varus trong những nỗ lực để làm mềm đối phương. Và anh ta đang bị tấn công, nhưng anh ta tiếp tục né thành công được cầu sấm. Sứ giả được triệu hồi ra khu đường giữa, và hiện tại khả năng phòng ngự đang là tương đối hơn. Nhưng họ vẫn cứ để cho con sứ giả hút một cú vào trụ. Họ không có đủ tài nguyên để có thể ngăn cản cú hút và trụ một ở khu đường giữa. Nó cũng đã thuộc về các thành viên đội tuyển Nông Sim. Và rền rứ khá khó chịu đến từ Clit. Nhưng nhìn lại thì KDA trong ván thi đấu này của Clit đang là 1-7 và hiệu quả đang chưa phải là quá cao. Phần chiến thắng là không thực sự đẹp. CV là người đã bị tấn công. Thái Dương Asan chạm ngược trở vào kịp thời. Chim mồi thoát ra đến từ Clit và quay ngược trở lại với cú lốc xoáy. Dịch của Vital là người tới sát thương đang vượt trội hơn ra những thành viên đội tuyển Nông Sim, và họ muốn tràn vào tấn công lại, ép một tốc biến của hỗ trợ đối thủ. Cầu sấm đuổi theo, kéo đi 1/3 lượng máu tới từ hỗ trợ của Hàng Hoa Lai mà thôi. Một tình huống mở giao tranh thật sự cũng không có quá nhiều cơ sở tới từ thành viên bên phía của Hàng Hoa Lai. Cái phân chia thiên hạ nó chỉ đẩy được một người thôi, mà thậm chí nó là còn đẩy vào con tướng vô cùng cứng cáp đến từ bên phía Nông Sim Force, đó chính là con Season Insight của CLV. Mà Clit vẫn cố lao vào, trong khi chúng ta hãy cùng nhìn qua điểm lại về những cái hiệu ứng khống chế có thể gây ra được đến từ phía Nông Sim Red Force là nhiều như thế nào. Rất là may rằng Hàng Hoa Lai họ không mất bất cứ một phép bổ trợ nào cả, bởi vì một phút nữa thôi con rồng ra rồi, và để mất tốc biến hoặc là ví dụ như là Viper mất thanh thể chẳng hạn sẽ rất tai hại. Pha đầu tư dịch chuyển nhanh tới từ Zeiss và anh ta vẫn về kịp. Một tình huống đầu tư dịch chuyển hợp lý tới từ Fiesta để giúp cho người chơi đường giữa của Nông Sim có thể giữ lại tính mạng. Đó là pha gọng kìm cực kỳ nguy hiểm đến từ Kingen và Clit, và rõ ràng biến về sẽ không giúp cho anh ta có thể thoát thân thành công. Lần về này thì có lẽ là dây ta thậm chí còn chưa thể nào hoàn thành xong được cho mình cái thanh kiếm Malamun nữa, chỉ là hai mảnh bổ sung thêm mà thôi. Còn ZK thì có vẻ như anh ta đang muốn tối ưu hóa nguồn sát thương phép của mình với món trang bị lớn thứ hai sẽ là một ngọn lửa hắc hóa. Quả thực là chỉ còn 30 giây nữa cho đến thời điểm con rồng thứ ba của bán thi đấu xuất hiện, và đó là một con rồng công nghệ. Đây sẽ đích đến rất thơm dành cho cả hai đội tuyển khi họ đều sở hữu những khả năng cấu diễm máu từ tầm xa và bổ sung thêm khả năng làm chậm đối phương sau những pha cấu máu như vậy nữa, thì nó càng khiến cho cái độ hiệu quả của những đội hình của cả hai đội tuyển nó sẽ được gia tăng thêm. Kéo lính ở khu đường trên, DNDN vẫn đang phải chịu những sự thua thiệt và anh ta đang ở dạng mệt mỏi, cần phải tích lại cái lượng nộ của mình thật nhanh chóng song song với cú dịch chuyển để có thể hỗ trợ cho những người đồng đội. Còn xét về phép bổ trợ thì dây không có tốc biến, còn phía bên kia thì phép bổ trợ chỉ thiếu đến từ con Heimerdinger của Lai mà thôi. Và ở thời điểm hiện tại thì các thành viên của Hawlai họ đang tập trung lại ở khu vực nửa dưới bản đồ rồi. Kingen có dịch chuyển, DNDN cũng có dịch chuyển, thậm chí DNDN có na khổng lồ luôn. Tuy nhiên đây là một tình huống côn bỏ tới từ Nông Sim. Họ không muốn lao vào một tình huống 5 ăn 5 thua để làm gì cả. Họ đẩy được một cái tên lính rất là lớn lên khu vực đứng giữa, và đây sẽ là côn đánh tới từ Hawlai. Dịch chuyển bọc đầu, Kingen có thể sẽ bị nạn nhân trong tình huống này. Anh ta bị giữ chân lại, bị làm choáng, không thể nào đu vào tường được. Còn tốc biến và né khỏi cú Bola băng hàn. Tốc biến phân chiến đã đẩy Vital về. Đây là người chơi vô cùng quan trọng của Nông Sim Red Force, nhưng quá nhiều áp được tạo ra, thậm chí rằng Vital còn đổi được mạng của ZK. Một tình huống đổi mạng tuyệt vời đến từ Vital. Nguồn sát thương đầu ra là cực kỳ lớn. Anh ta đang tận dụng tốt phép bổ trợ tốc biến của mình. Còn trong khi đó thì cá nhân của ZK đã phải đầu tư tốc biến từ trước để có thể thực hiện được cú phân chia thiên hạ. Nguồn sát thương rất ấn tượng tới từ Zeke, và điều đấy sẽ khiến cho các thành viên đội tuyển Aqualai cần phải cẩn trọng hơn trong khoảng gian tiếp theo, bởi vì chỉ cần tung Bola băng hàn và bồi thêm siêu âm địa ngục để làm mềm đối phương trước giao tranh thôi, nó cũng đã làm câu chuyện tuyệt vời. Vital đã bị làm mềm từ trước, bị đẩy văng về chỉ với một nửa cây máu. Vital kịp thời tung ra siêu âm địa ngục với Zeka đứng ở giữa tâm, những đòn đánh tay kích hoạt nội tại và những quả bom nảy quá chất lượng giúp cho người chơi đứng dưới đến từ bên phía của Nông Sim có thể có được một tình huống đổi mạng. Đây vẫn đang là ván thi đấu cân và Nông Sim vẫn đang làm quá tốt sau khi kết thúc giai đoạn lên hình. Tiền của hai đội tuyển tranh nhau không đáng kể. Cái điểm hạ gục của bên phía Vital nằm xuống được rơi vào tay của Viper. Nhưng thật sự để mà nói rằng là bên phía Hawlai họ đầu tư hơi bị nhiều trong pha đó nha. ZK đã phải đầu tư cho mình cả cú tốc biến. Không rõ liệu rằng tốc biến có kịp thời hồi lại trước khi mà con rồng thứ tư của ván đấu có mặt trên bản đồ hay không. Còn ở khu vực nửa dưới bản đồ, tôi vừa nhìn thấy sự xuất hiện của Fiesta để ở đây sẵn sàng hỗ trợ cho DNDN khi mà người chơi đường trên của Nông Sim sắp sửa hết na khổng lồ. Tuy nhiên sẽ không có nguy hiểm gì cả. Cả Hang Online và Nông Sim đều đang đánh rất chậm. Nhưng những tình huống giao tranh một khi mà đã nổ ra, bên phía của Hang Online họ cũng sẽ không thể nào được phép chủ quan như tình huống vừa rồi. Lại là một pha cầu sấm nữa tốt đến từ Fiesta làm mềm nhẹ nhàng được Zeka.
Lượng lính farm của hai người chơi ở khu vực đường giữa vẫn đang là tương đối đáng kể, nhưng Viper đang thực sự là một con quái vật. Với cái lượng farm 225 chỉ số lính tại thời điểm phút thứ 22 ở trong ván thi đấu này, một ván thi đấu mà cái diễn biến của nó là tương đối nhanh. Nhưng khi khen Viper thì cũng phải nhìn lên khu vực đường trên khi DDN cũng đã có được cho mình 222 chỉ số lính và bắt kịp về lượng trang bị so với Kingan. Anh ta đã hoàn thành sau đợt móng vuốt Steyrus, sát thương đầu ra hiện tại của anh ta kết hợp cùng với khả năng chống chịu nếu như biến thành Na khổng lồ là tương đối đáng kể. Tuyến trước rõ ràng cứng hơn đến từ bên phía của Nông Sim với Na khổng lồ, với Sejuani, và đâu đấy cho phép họ được thực hiện những pha mở giao tranh một cách chớp nhoáng với Sejuani và với Leona. Vâng, hoàn toàn đồng ý ạ. Cái dàn chắn của phía Nông Sim Force thực sự là rất là cứng cáp. Các thành viên của phía Howlite đúng thật là họ có nhiều nguồn sát thương đấy, nhưng để có thể đục qua được cái dàn chắn đó và chạm được vào người Vital thì sẽ cần phải có sự xuất sắc đến từ Clit, tới từ JK hoặc là Kingan dùng cho mình ra cú tối hậu thư để bắt vào người chơi quan trọng nhất bên phía Nông Sim Red Force. Và ở trong tình huống, ôi Hoa đã ở đứng dưới, có một tình huống giao tranh nổ ra, DNN bị bắt lại bởi phân chiến hạng, bởi tối hậu thư sắp có Na khổng lồ rồi, đẩy được một người vào tường, đó chính là Kingan, nhưng như vậy là chưa đủ. Ở trong khu vực rừng cũng đang có giao tranh, Clit tung ra chiêu cuối chọn mục tiêu, đó chính là Sylvie, nhưng ở đường dưới thì JK đã nằm bởi một tình huống combo từ Fiesta. Fiesta đang bắn rất đau nhưng Kingan cũng đánh trả lại đau không kém, mà Kingan đang phải bỏ chạy bởi vì đồng đội của Fiesta đang tới. Cầu sấm tốc biến, và đó là một tình huống cầu sấm quá tuyệt vời của Fiesta, và Fiesta lấy về cho mình điểm hạ gục thứ hai dành cho con Chase. Sức trẻ được thể hiện, và Fiesta nói rằng tôi không hề kém so với JK trong ván thi đấu này, ít nhất là như vậy. Một tình huống được coi là đơn đả độc đấu tới từ Fiesta, một tình huống vòng ra phía sau lưng combo one shot thành công được JK với chỉ thiên, với kích hoạt nội tại và thêm một tình huống lôi phạt, và sau đó quay ngược trở lại đẩy văng Kingan ra với những tình huống combo và khả năng cover từ đồng đội của mình. Một pha múa chữ L siêu đẹp tới từ JK để tạo ra pha phân chia thiên hạ đẩy văng đối phương về. Nhưng lúc này máu của anh ta bị bào mòn bởi cái tình huống siêu bom địa ngục. Chúng ta được xem lại góc độ pro view đến từ Fiesta, và anh ta đã có một tình huống xử lý cực kỳ tuyệt vời, tận dụng thêm sát thương từ chỉ thiên ở dạng búa, quay ngược trở lại với tích tụ, và sau đó rất bình tĩnh với pha tốc biến lên và cầu sấm thậm chí là không tầm nhìn. Một gương mặt đang thể hiện ra một sự tự tin rất là cao của Fiesta khi mà giới chuyên môn đang có những sự so sánh giữa Fiesta và JK. Và các bạn hãy nhìn xem kìa, 1/3 cây máu của Viper và 1/2 cây máu của Life. Hơi ná thở rồi nha, con Shane này khỏe rồi, bắt đầu đã có sự xuất hiện của cái thần kiếm Muramana. Nguyệt đao cũng đã hoàn thành xong và chuẩn bị đã có tới món đồ thứ ba rồi. Cái nguồn sát thương ở thời điểm hiện tại của Fiesta đang là cực kỳ khủng khiếp. Đúng là như vậy. Và bây giờ thì các thành viên đội tuyển Hàn Quốc họ liệu có thể chơi nhanh được nữa hay không? JK muốn tiếp cận nhưng quyết định của anh ta cũng là giật ngược trở về. Một tình huống mà các thành viên đội tuyển Nông Sim cũng thể hiện cái tốc độ phản ứng của mình khi họ di chuyển rất nhanh xuống cánh dưới để cover cho người đồng đội. Con cua thuộc về các thành viên đội tuyển Hàn Quốc, tình huống kiểm soát ở khu vực hang rồng đang là 5-5 thua, và lính khu vực đường giữa sẽ được đẩy lên bởi Zeke của Vital để tạo ra áp lực cho Varus của Viper cần là người tiến về phòng ngự. Những Viper tiến về phòng ngự thì anh ta sẽ bị chia cắt rất nhiều cùng với những người đồng đội của mình. DNDN cần tích độ thật nhanh, lượng nổ của anh ta không đẹp chút xíu nào cả. Rồng trong tầm tranh chấp và Sylvie là người tiếp cận. Thái Dương Asan thả ra trượt nhưng đó là Viper giữ lại con rồng. Máu mất rất nhiều tới từ Clit, anh ta bắt buộc phải giật ngược trở lại. Viper cũng bị câu máu và Sylvie phía bên này cũng cần giật ngược trở về. Thành công với việc là lấy về con rồng thứ tư trong ván thi đấu này và biến nó thành nguyên tố rồng thứ ba cho cá nhân mình, các thành viên đội tuyển Hàng Hoa Lai có thể cảm thấy hài lòng. Nhưng đây là tình huống di chuyển nhanh ra khu vực hang Baron tới từ các thành viên đội tuyển Nông Sim. Tốc độ ăn Baron của họ không thực sự nhanh với những chất tướng Zeke hay dây, và đó là lý do tại sao mà họ cần phải cẩn trọng hơn, giật ngược trở về. Và thấy rằng là đang có một chút những sự chật nhịp tới từ bên phía của Hàng Hoa Lai rồi. Đội hình của Nông Sim Red Force đang dần phát huy được tác dụng của nó ở phút thứ 27 này, giai đoạn giữa của ván đấu. Sức mạnh của con Jay đang được thể hiện rất nhiều, và Kingan, ôi Kingan bị đánh đau quá, làm choáng hai lần thành công, có cả thiên đình kiếm, một lần chọi đá, và Kingan nằm xuống lần thứ ba trong ván đấu này. Nông Sim Red Force đang lên tiếng cực kỳ rõ ràng và họ thậm chí còn muốn nhiều hơn thế với cú dịch chuyển. Và đây là DNDN, ôi nhưng mà hết Na khổng lồ mất rồi, hơi đáng tiếc. Không sao cả, họ gây được đủ áp lực ở khu vực hang Baron. Sẽ chỉ là một tình huống kiểm soát tầm nhìn ở khu vực hang Baron tới từ các thành viên đội tuyển Nông Sim. Để ăn nó sẽ là tương đối mạo hiểm. Họ cần có người cản được bước chân của Clit, và Na thì đang ở dạng Na tí nị nên câu chuyện nó sẽ là vô cùng khó khăn.
Một tình huống muốn gọi đối phương ra để thực hiện pha giao tranh với Peter là người đang đi phòng ra phía sau lưng các thành viên đội tuyển Hàn Quốc Live. Bóng đá băng Hàn tung ra uplay thành công đối thủ, có thêm siêu bóng địa ngục. Phía sau lưng người đang dưới chân là Live, mất rất nhiều máu gục công xoáy nhưng dây có điểm ở gục này và gục công đầu tư lúc xoáy lần hai để thoát thân mà thôi. Pha thiêu đốt đã giúp cho hỗ trợ của Hàn Quốc Live có điểm ở gục của Peter và tiếp tục lại là cầu sấm. Zekana phải gọi trụ ra để múa nhưng múa kiểu gì. Sejuani là người băng qua, DNDN là người cản mặt. Phân chia thiên hạ đẹp và rất kết hợp sát thương vẫn là chưa đủ. Hai cục thành công đối thủ và giật ngược trở về phía sau lưng. Fiesta đang bị tấn công và tiếp tục là đu dây móc nhưng kinh bị cản lại bởi Sejuani. Sát thương nhiều không, anh ta chưa phải nằm xuống với pha Q2 và sau đó tốc biến thoát ra khỏi spawn nảy đến từ Zeke. PK rất ác tới từ cả hai đội tuyển và chung quy lại nó vẫn chỉ là một tình huống ngang cơ mà thôi. Sẽ còn là quá sớm để nói rằng bất cứ đội tuyển nào đang tạm thời ở một cái thế dẫn trước ở thời điểm hiện tại. Một pha giao tranh thật sự vô cùng hấp dẫn nổ ra ở khu vực hàng Baron. Và vẫn đang là sự cân bằng, rất cân bằng tới từ cả hai đội tuyển. Cái khả năng để mà có thể giao tranh đơn lẻ mục tiêu tới từ các thành viên của bên phía Hang Online thật sự không phải là quá tốt cho lắm. Nhưng khi tài nguyên của Nông Sim đã không còn nữa rồi thì lời đáp trả của Hang Online thì rất cứng cáp và cực kỳ đanh thép. Chúng ta được xem lại tình huống giao tranh này. Bên phía của Nông Sim Force, các bạn hãy nhìn xem là con Ziggs của Vital rồi con Jayce của Fiesta gần như là không bị ai ngó ngàng tới, cứ thoải mái xả sát thương mà thôi. Tuy nhiên, Kingen tạm thời vẫn đang là điểm sáng chói lóa của bên phía Hang Online Esports. Một pha PK 2 đấu 3 tới từ các thành viên đội tuyển Hang Online và cùng thì họ vẫn có thể giữ lại tính mạng. Đó là một pha siêu bom địa ngục có phần, tôi nghĩ là hơi vội vàng tới từ Vital. Anh ta quyết định đầu tư nó về vị trí của Zeka chứ không phải là ném vào ba thành viên ở tuyến trên đang cò quay cùng với Leona của Peter. Nếu như anh ta đầu tư cú siêu bom địa ngục về phía ba thành viên ở tuyến trên thì có thể là kết cục của tuyến giao tranh nó sẽ khác đi dành cho các thành viên đội tuyển Nông Sim. Nhưng câu chuyện diễn ra không phải là như vậy và lượng tiền ra đội tuyển bây giờ vẫn đang là cân nhau trần trận. Gần như không có quá nhiều những sự khác biệt như những gì mà chúng ta đã vừa chia sẻ với nhau. Và sẽ cần phải có tới những mục tiêu để cả hai đội tuyển lao vào tranh chấp thì mới có thể xác định được. Thậm chí rằng nãy giờ đã có tới bao nhiêu ta? 2 hay 3 mục tiêu rồi. Nhưng tuy nhiên thì hai đội tuyển vẫn cứ sau mỗi một tình huống giao tranh là cả hai đều rút về mà thôi. Ở thời điểm hiện tại thì Hang Online đang là người kiểm soát tốt hơn với ba rồng và có lẽ họ sẽ dùng cái mục tiêu này là nguồn cớ để có thể mở ra những tình huống giao tranh sắp tới. Khi mà khoảng tầm 1 phút nữa thôi là sẽ có con rồng công nghệ thứ 3 của ván đấu, tức là con rồng thứ 5 của ván đấu này, và sẽ cần có khả năng kiểm soát tốt hơn ở khu vực sông dưới đến từ bên phía của Hang Online. Tuy nhiên, Nông Sim đang tập trung rất đông người ở đây. Zeke phát huy cái điểm mạnh của mình trong khả năng phòng ngự và đẩy lính liên tục ở khu vực đường giữa. Trong khi đó thì Varus của Viper đang không có được những pha cấu máu đủ tốt. Giáp thân được hoàn thành xong và khả năng băng vào câu thêm thời gian tới từ Kingen sẽ là tương đối lâu để giúp cho những người đồng đội của anh ta có thể bồi thêm sát thương. Giáp thân là món trang bị hoàn toàn cần thiết trong bối cảnh đội hình của Hang Online không có quá nhiều khả năng chống chịu mà họ đa phần là về sát thương mà thôi. Và dây trong tay của Fiesta hiện tại sát thương của anh ta là cực kỳ đáng kể. Đến cái thời điểm mà Fiesta hoàn thành xong được cái trường thương phục vụ Serinda nữa thì những cái tình huống dàn trải trước thềm giao tranh như thế này nó sẽ làm cơn ác mộng dành cho hỗ trợ đến bên phía của Hàn Quốc, giống như cái tình huống vừa rồi. Và cầu máu chất lượng sẽ bao đội ngục thả vào. Lai làm gì còn máu để giao tranh đâu, anh ta bắt buộc phải giật ngược trở về và đây sẽ là một tình huống giao tranh thiếu người. Phía bên kia Kingen đang bị giữ chân, thiên đình kiếm thả ra trượt đến từ Peter, mũi tên xuyên phá tốt kết hợp cùng với mưa tên khiến cho Sylvie cũng đang bị mất đi một lượng máu tương đối lớn. Và các thành viên đội tuyển Hàn Quốc dường như vẫn muốn thực hiện pha giao tranh này, họ đang để Varus cùng với Wukong ở đây để tạo ra sự quấy phá. Còn Azir là người đầu tư của dịch chuyển. Cầu sấm lần này trượt, CV đang muốn tiến cao lên để ép lui được Clit. Mola băng Hàn tung ra trượt phải góc từ phía sau lưng lên cho một tấn công là Fiesta bốc hơi. Nó bốc hơi đến từ Fiesta và con rồng thuộc về Azir của Zeka tan vỡ dành cho các thành viên đội tuyển Nông Sim. Chúc một sát thương được gây ra bởi Hang Quai và mặc dù đã nỗ lực nhưng DNDN nằm xuống. Và phía bên kia Vital đang muốn chạy trước Kingen, anh ta thoát được về trụ hải và anh ta thoát thành công. Nhưng đó là linh hồn rồng công nghệ dành cho các thành viên đội tuyển Hàn Quốc Online đã có và thêm cả con Baron. Khả năng giao tranh tổng cuốn với Hàn Quốc Online thì có lẽ chúng ta sẽ không cần phải nghi ngờ gì nữa, bởi vì đội hình của họ, đội hình mà huấn luyện viên Danny đưa ra nó vốn là sinh ra để làm những công việc như vậy. Và khi Nông Sim Force, khi mà Fiesta cùng với cả Vital chưa kịp cấu máu thì nguồn sát thương khổng lồ bên phía Nông Sim đã nằm xuống ngay lập tức và mở ra một cái lợi thế vô cùng lớn dành cho Hàn Quốc Online. Và bây giờ chính thức lượng tiền đã được nâng lên thành con số là 4.000 chênh lệch
dành cho JK và đồng đội. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này, một tình huống lao vào tới từ King Gun, tới từ Clip, tới từ JK. Một mớ hỗn độn được gây ra và đó là hàng tấn hiệu ứng khống chế nhồi vào đầu thành viên Phía Đông Sinh Vật Force, khiến họ tàn vỡ hoàn toàn. Những nỗ lực đến từ Sejuani để tung ra cú bô la và cản con đường tiếp cận rồng của Wukong trong tay của Clit là tan trong hư vô, và điều đấy khiến cho các thành viên đội tuyển Nông Sim bị mất đi một cú chiều cuối vô cùng quan trọng. Tiếp theo đó là những pha cầu sấm trước thêm giao tranh của Fiesta cũng không đạt được độ chuẩn xác cần thiết, và liên tục những cái bối cảnh bất lợi nó hiện hữu dành cho các thành viên đội tuyển Nông Sim. Zik của Vito cũng đã mất đi siêu bom địa ngục, và cái tình huống giao tranh tổng nó không có bất cứ một cơ hội nào được hình thành dành cho các thành viên đội tuyển Nông Sim. Và đúng như vậy, giống như gì anh Long đã đề cập, thì hiện tại thế cuộc hoàn toàn thuộc về các thành viên đội tuyển Hanwha Lion. Tốc độ tăng tiến và chênh lệch về lượng tiền nó được giãn cách một cách quá kinh khủng, và họ đang muốn tận dụng sự chênh lệch đấy để thực hiện những pha đàn áp đối phương và tận dụng cái khả năng cấu diểm máu tốt tới từ Viper. Có lẽ câu hỏi được đặt ra bây giờ là bên phía Hanwha Lion họ sẽ lấy về mấy trụ mà thôi. Bô la bằng hàn được tung ra, Glit kịp thời nhả phân bóng của mình lại, và đó là một cú chiêu cuối chính xác tới từ Viper để ép các thành viên bên phía Nông Sim Red Force di chuyển về. Và những cú bắn của Viper bắt đầu đau rồi nha. Đó là con Na Tí Nị mất đi 2/3 cây máu sau đơn giản là 1R, 1E, 1Q của con Virus trong tay Viper. Và vừa rồi là hai trụ khu vực đường giữa đã được clear xong, sau đó là hướng dần lên khu vực nửa trên. Baron Powerplay đang càng ngày càng được nới lỏng khoảng cách ra giữa bên phía của Hanwha Lion. Họ đang rất thành công ở thời điểm hiện tại. Đúng vậy, hiện tại đã là 3.200 vàng dành cho Hanwha Lion và khoảng trống vẫn là nhiều. Viper cũng kịp thời tranh thủ để bào đi lượng máu của cái trụ thứ 3 khu đường giữa, thậm chí là lấy luôn được trụ thứ 3. Trụ thứ 2 khu đường trên muốn phòng ngự bây giờ cũng là câu chuyện quá khó khăn, bởi vì họ cần phải giật ngược về để phòng ngự những đợt lính ở khu vực đường giữa cũng như là ở khu vực đường dưới. Trụ thứ 2 cũng sẽ có thêm, và tổng lượng tiền chênh lệch đã được nâng lên con số là 4.600 vàng dành cho các thành viên đội tuyển Hanwha Lion. Lần về tiếp theo mang ra trang bị, tôi không nghĩ rằng các thành viên đội tuyển Nông Sim có thể phòng ngự được. Siêu bom địa ngục lại được đẩy ra thêm lần nữa, cầu sấm tung ra là trượt tới từ Fiesta, vẫn lùi về an toàn tới từ Heminger trong tay của Lion. Và có lẽ các thành viên còn lại đến từ bên phía Hanwha Lion cũng cần phải nhận ra đây là thời điểm họ nên lùi về hồi phục. Chúng ta thấy rằng là cái nguồn sát thương của bên phía Nông Sim Red Force thực ra họ không ít một chút nào cả, nhưng cái mấu chốt rằng họ phải làm những công việc đấy trước khi họ bắt đầu tiến vào một tình huống giao tranh, chứ không phải để cho cái lượng hiệu ứng khống chế khổng lồ bên phía Hanwha Lion nhồi vào đầu rồi thì họ bắt đầu mới tung ra chiêu thức. Thì đó là một cái điểm rất là khó để cho Nông Sim có thể vận hành cái đội hình này ở thời điểm hiện tại, phút thứ 35 của ván đấu. Sau khi mà đạt cho mình xong được cái thương phục hạng Sheridan thì ngưỡng sức mạnh của Fiesta sẽ chính thức kết thúc, và nếu như không thể kết thúc được ván đấu thì họ sẽ phải trả giá. Trong khi đó thì đồng thời điểm Varus của Viper tăng tiến trang bị lại cực kỳ nhanh. Với cái áo choàng bóng tối cầm thêm như thế này, anh ta sẽ không cần phải quá e ngại trước những pha thái dương Asan hay những tình huống bô la băng hàn từ tầm xa tới từ Sejuani trong tay của Sylvie, khi anh ta còn có cả thanh tẩy nữa chứ. Câu chuyện nó đang rời xa hơn rất nhiều khỏi tầm tay của các thành viên đội tuyển Nông Sim, khi mà Hanwha Lion thậm chí họ vẫn đang muốn phát huy tối đa cái thế mạnh của mình trong những tình huống đề lẻ. Cầu sấm tung ra tốt nhưng người gặp nguy hiểm hiện tại đang là Fiesta phát tràn vào từ Wukong, và mũi tên xuyên phá lần này của Viper nó trượt ở khu đường trên. Camille của Kingan đang dẫn lính, và các thành viên đội tuyển Hanwha Lion hoàn toàn có thể chờ thêm tầm khoảng một quầy lính nữa. Bây giờ đang bắt đầu set up một cái thế trận 1-1-3 từ bên phía của Hanwha Lion. Họ sẽ để cho 3 người ở khu vực đường dưới, trong đó có hai đầu tàu về sát thương là JK cùng với cả Viper, cố gắng gây khó dễ cho Fiesta ở đây. Fiesta nãy giờ thực ra anh ta vẫn đang né khá là tốt những tình huống quy của Varus trong tay Viper. Những đợt lính này thì sao, cần phải có Viper để hỗ trợ nữa, đẩy lính cát lên để làm dàn chắn. Cái trụ này đang bị tấn công, và đó là một tình huống chiêu cuối chính xác, giữ chân thành công lại Viper. Siêu bom địa ngục được tung ra, sau đó là tốn thêm cả cái đồng hồ nữa, đó là cái đồng hồ nhỏ. Viper tôi tin chắc rằng anh ta chưa thể nào đủ tiền để có thể lên cho mình đồng hồ cát, và đó là một lượng tài nguyên rất là lớn được lấy đi tới từ bên phía của Hanwha Lion. Thậm chí rằng Fiesta còn buộc phải trở về nhà sau tình huống vừa rồi. Sức mạnh của dòng công nghệ đang bắt đầu được phát huy. Quá đau, và đồng thời cái sự nguy hiểm về mặt tính mạng là cực kỳ lớn tới từ vài tổ. Tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định sử dụng cái đồng hồ ngưng động vừa rồi, bởi vì cũng không biết là con Varus trong tay của Viper có thể làm được gì với từng đó trang bị và kết hợp cùng với linh hồn dòng công nghệ. Một tiếng DN tiến lên hơi cao, anh ta bắt buộc phải dẫn đường trở lại, và lại là một cái đồ nữa được tung ra. Thanh tẩy kích hoạt rất nhanh, King Gun là người bị giữ bồi, thêm bộ la bàn sát thương là nhiều. King Gun mất đi ra bên thần, nhưng phía bên trong JK cùng với Clit đang muốn kết thúc ván thi đấu. DNDN bắt buộc phải quay ngược trở lại để phòng ngự. Fiesta muốn lao ra, nhưng anh ta sợ những pha phân chia tên hạ tới từ JK.
và chỉ là một tình huống bóc được một trụ nhà chính và giật ngược trở về kịp thời. Một tình huống đu cầu tuột thành công tới từ Clit và trụ thứ ba khu vực đường trên cũng đã bị bóc đi và kích hoạt vào cổng hashtag và đi vòng. Tình huống cầu sấm được né khá khéo tới từ Lai và Fiesta cũng đang muốn rền rứ để chờ đồng đội của mình tiếp cận mà thôi. Anh ta có thông tin, tung vào sát thương bồi vào, mọi thứ là quá nhiều. CV vòng ra làm chậm đối phương, quay ngược lại tấn công vào Lai, có thêm dịch chuyển từ phía sau lưng đến từ Zeka cả lúc xoay hù công. Vai to là người tiếp theo là Weir, anh ta không còn đồng hồ, đi chắc chắn là đi xa. Và phía bên kia CV cũng sẽ là người đi theo. Ô súng siêu cấp được đặt ra, sát thương quá nhiều điểm gục, nó thuộc về Barret của Viper. Sự vội vàng đã khiến cho Nông Sim Red Force phải trả giá, nhưng mà cũng đúng mà thôi, cái lối di chuyển, cái lối dàn đội hình ra của bên phía Hang Online thực sự rất khó chịu và có lẽ đã khiến cho đoàn quân của huấn luyện viên Irene nóng mắt trong pha vừa rồi. Họ đẩy ra, họ thi đấu một cách thực sự rời rạc, họ chỉ cố gắng tìm kiếm được bất cứ điểm hạ gục nào họ thấy ở trước mặt thôi, và khi mà thiếu đi sự kết nối thì thật khó để đánh bại được Hang Online. Nhà chính đang không còn bất cứ một cái trụ nào bảo vệ cả. Mạng cuối cùng sẽ được nhường cho ZK để nâng tổng tỷ số lên thành 13-11 và kết thúc ván đầu tiên với tỷ số 1-0 dành cho Hang Online Esports. Một trận đấu mà cả hai đội tuyển tôi nghĩ rằng đã chơi một cách rất sòng phẳng với nhau. Một ván đấu thực sự gay cấn, tương đối khác so với những ván đấu khác trong khuôn khổ giải đấu LCK khi liên tục là hai đội tuyển vồ vập vào nhau để tìm kiếm những điểm hạ gục. Các thành viên đội tuyển Nông Sim đã làm tốt trong dàn laning và dàn mid game, nhưng sau đó họ liên tục đánh rơi những lợi thế của mình, đặc biệt là pha giao tranh ở khu vực hang rồng. Thời điểm con rồng 4 đã khiến cho họ đánh mất tất cả. Và các bạn thân mến, chúng ta cùng tạm thời nghỉ ngơi trong ít phút trước khi quay trở lại với diễn biến của ván thiếu thứ 2.